ADB, tăng trưởng cả năm của Indonesia là 5%, Singapore là 1%, Malaysia là 4,2%, hay Thái Lan là 2,5%. Trong bối cảnh chung như vậy, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam năm 2023 tăng mạnh, đạt gần 37 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài là hoàn toàn có cơ sở khi nền kinh tế của Việt Nam phục hồi rõ nét qua từng quý. Riêng quý 4, GDP ước tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất của cùng kỳ 3 năm trở lại đây.